Zipbox này giống của mình là 60 củ này. Hôm nay mình chơi tất tay luôn anh em ơi. Để một hai dáng mình coi cầu cái. Kết thúc cược 2 điểm. Bắt đầu cược. Bắt đầu cược
đặt lộn, mình đặt chẳng qua nó rút lộn số 5 luôn. Má cậy thiệt. Ván này mình tính đặt chẳng. Kết thúc cửa 6 điểm. Ăn cắp luôn quá.